mà. Tối nay anh có thể mời em đi cà phê được không vậy? Dạ được. Sao? Bà thấy tôi á trong bộ dạng này có được không vậy? Trời đất coi y chang luôn á. Bà bước ra đường nghe chưa? Mấy người con gái nhìn bà là tưởng bà sói ca không luôn á. Tất nhiên rồi, tôi quá trai cũng được quá chứ hả? Dễ thương lắm, đẹp trai lắm, đây đây tôi chụp hình cho nè. Ê khoan 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 đã nè. Bà coi giùm tôi á, hai cà vạt nãy cà vạt nào hợp? Hồi nãy giờ tôi cứ lựa hoài mà chưa được. Nè cái này á thì nhìn nó nhu, nhưng mà cái này á thì nhìn nó đàn ông hơn. Tôi thích cái màu xanh này hơn. Cái màu xanh này hả? À. Ừ, vậy để lát nữa hả tôi đeo cái này đi. Ủa? Ê, chụp hình, chụp hình. 2, 3. Y chang luôn á bà. Nè, hôm nay á hả là tôi phải đi diễn tỉnh mất mấy ngày lần đó, bà nhằn mình có được không vậy? Ủa, là bà đi liền luôn á hả? Ừ, lát tôi đi liền nè. Ồ, vậy thôi, đi diễn tốt nha, ráng diễn hay hay thiệt là hay nha. Mà nhớ là chụp hình rồi quay clip nhiều nhiều up Facebook lên cho tôi coi với nha. Ê, hay là bây giờ bà với tôi chụp hình chung đi, để họ khai trương cho phiên bản đàn ông của Kim Chi. Được. Con gái rượu, con gái cưng của ba. Nhớ ba không? Con đang làm cái gì đó? Dạ, con đang ở nhà thôi, đâu có làm cái gì đâu. Con ăn tối chưa? Dạ có, con vừa mới dọn xong chuẩn bị ăn nè. Hôm nay á, con gái của mẹ ăn cái gì đó? Đây, có rau nè, có chả giò, có tôm nè, khoai tây chiên nè. Đầy đủ chất dinh dưỡng luôn nha. Hiền, con đi xung quanh nhà cho mẹ coi coi nhà cửa con có gọn gàng ngăn nắp không? Gì vậy? Tự nhiên đang con nói chuyện nhỏ thì nó quay xung quanh nhà cho bà coi. Bà muốn coi gì ổng, bà tính mua nhà ta hả? Ông im đi, tôi mua đất ông luôn bây giờ đó. Thôi được rồi, cho quay cho bà coi đi con. Bên đây đó, cái tủ nhà, cái tủ này bự lắm đó, phòng làm việc nha. Đó mày thấy chưa, hình con nè. Xong rồi phòng con đó. Vậy thôi nha, bye bye mẹ nha. Ừ, bye bye, bye. Tôi đang bye bye tiền gì tất. Vụ gì vậy? Ông á, vô tâm lắm. Cái gì? Có một đứa con gái rượu à, mà ông cũng không quan tâm gì sao á. Đợi mai mốt có thằng nào mà nó dụ dỗ cho, lúc đó ông mới lo hả? Có chuyện ai mà dụ dỗ con gái tôi? Thằng nào dụ dỗ con gái rượu tôi? Hả? Tôi đâu có biết nó là thằng nào nên tôi mới lo nè. Tào lao không, chưa biết mà lo cái gì? Thì hồi nãy gọi điện thoại á, tôi mới phát hiện ra. Phát hiện cái gì? Ông thấy không, từ nào tới giờ á, con gái của ông có bao giờ nó nấu cái món gì ngon ngoài cái món rau luộc không? Đúng mà rồi. Hôm nay á hả, tôi thấy nè nha, tôm nè, xà lách nè, khoai chiên nè, mà nó ăn có một mình nó nấu chi nhiều dữ vậy? Đúng rồi, công nhận bà thông minh. Nhưng mà bà nghĩ sao, nếu mà nó nấu nhiều, nhiều khi nó nấu cho bạn bè nó ăn thì sao? Ông hay quá ha. Còn nữa, tôi còn thấy cái carapace ở trong cái phòng ngủ của nó nữa đó. Carapace? Ừ. Sao nãy bà không chỉ tôi? Carapace là con trai trong phòng của rồi, đàn ông rồi đó. Hả? Đó, ông hết à, sao? Có sao không ta? Nhưng chắc không sao đâu. Ừ, thì giờ nè, con gái hiền nè, con gái rượu nè, thì đâu có sao đâu. Mai mốt đem sao về cho ông á, lúc đó là ông đừng có khóc nha không. Bà hù tôi hoài. À, bữa nào á, mình phải đi xuống nhà nó, mình kiểm tra đột xuất mới được ông ơi. Chắc ngắn mà thông minh nữa. Ủa, đồng ý. Anh ơi, em lấy hai bộ này nha. Em tính mua hai bộ này hả? Dạ đúng rồi. Tại vì anh một bộ, em một bộ nè. Rồi cuối tuần á mình mặc chung với nhau, rồi mình chạy bộ chung với nhau. Mới suy nghĩ tới thôi mà em cũng đã cảm thấy thích thú lắm rồi đó. Nha. Trời ơi, ở trường á thì mặc đồ thể dục, về nhà ba bắt mang đồ đồng phục. Bây giờ mặc đồ cặp nữa, mặc ra đường chắc ta cười thúi đầu quá. Anh. Hả? Sao anh không trả lời, bộ anh không thích hả? À đâu có, thích chứ. Đúng rồi, anh đâu có thích đâu. Từ trước tới giờ anh đâu có bao giờ thích cái gì mà em lựa đâu. Lúc nào mà anh cũng lạnh lùng dễ hết. Có khi nào anh cũng không thích em luôn không? Đâu có, em đừng có suy nghĩ gì vậy. Tại vì anh đang suy nghĩ là cái sở thích mới của em nó hơi bị ngộ ngộ và lạ.
Chứ đâu có đâu, em muốn tập thì tập, muốn mặc đồ cặp thì đồ cặp. Vậy em mua nha. Ồ, sao kìa. Chết rồi. Nước. Ây da. Chết rồi. Cái gì vậy? Kim Chi ơi. Gọi gì đó em yêu. Nhớ anh à. Thôi mà đừng có giỡn nữa mà. Mà biết không, cái vòi nước ở dưới bùn rửa mặt bây giờ nó hư rồi, nó bắn nước ra làm chảy tùm lum ướt hết nhà rồi nè. Mà bây giờ trễ quá đâu có kêu thợ tới sửa được đâu. Vậy kêu anh Phúc qua giúp đi nha. Ờ ha. Vậy mà sao nãy giờ tôi không nghĩ tới anh Phúc ta. Vậy nha, bye bye bà. Ui da. Tạm ổn rồi đó. Nó còn nhỏ giọt chút xíu thôi. Nhưng mà các em phải kêu thợ tới sửa nha. Dạ, thì em cũng tính ngày mai kêu thợ sửa, chắc xài đỡ vậy quá. Nè, anh lau người đi, không thôi bị nhiễm nước bây giờ. Anh Phúc, không anh đi tắm đi. Cái em lấy bộ đồ thể dục hồi sáng em mới mua cho anh thay nha. Chứ bây giờ ướt quá làm sao được. Mà hồi nó bệnh bây giờ, nha, đi tắm đi. Vậy cũng được. Nha. Dạ. Anh Phúc. Nè, anh thay đi. Đi rồi, để nước khô tóc thế nào. Ai vậy? Ai đó? Má. Anh làm gì? Hiền, mở cửa ra. Mày đợi tao chút xíu. Đi mở cửa thôi. Ba mẹ lên. Ba mẹ em mà thấy cái này chắc em chết rồi. Anh đừng có đóng. Thôi, mà không được, không được, không được. Không còn ba mẹ em đi vô trong bác phòng em. Đừng lên. Mày làm gì vậy? Đi vô trong bác. Tình nguyên gì lắm á. Nghĩ gì? Chắc nó giấu ai trong đó ông ơi. Hiền. Dạ, đợi con chút xíu. Cô làm gì lâu quá vậy, không có cửa vậy? Dạ tại cái nồi nước sôi nó sôi, con tắt lửa sợ cháy. Mà ba mẹ lên sao ông nói sớm không biết vậy? Thì mẹ lên á, đột xuất á mới bắt gặp quả tang chứ. Trời ơi, mẹ nói thì con này cũng như hết à. Con nữ mà sao con mang đôi giày này? Của Kim Chi á mẹ. Trời, Kim Chi qua chân bự dữ ấy. Của Nam mà. Tại á, con nói với ba mẹ rồi đó. Là Kim Chi là họ diễn kịch mà, cho nên là đồ là tùm lum hết á. Của Kim Chi. Mẹ, mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ đi đâu vậy mẹ? Mẹ đi đâu? Phòng nào của con? Phòng này nè. Trời ơi, mẹ đứng đi lung tung mà mẹ ơi. Con đi ba ơi, ba làm ơn, ba đừng cứ lung tung nữa nha. Nha. Nè, nha. Cái này nè, tôi nghi từ ở dưới nhà luôn, tôi đã thấy rồi. Lúc nó quay hình tôi thấy rồi nè. Con giải thích đi, cái này của Nam mà. Đúng rồi. Tại sao con nói với ba mẹ là con nói con ở chung với Kim Chi mà sao có cái này trong này? Dạ thì đúng rồi, thì cái này là của ảnh đó. Ôi trời ơi, ông thấy chưa? Tôi nói sống chung với nhau rồi đó, ông thấy chưa? Tỉnh, dạ. Giải thích chuyện này coi. Ba với mẹ, từ hình như ba với mẹ hiểu lầm cái gì rồi. Đây nè, ý của con ảnh á là Kim Chi nè. À, diễn kịch hả? Dạ đúng rồi, con nói với ba mẹ là diễn Kim kịch. Chi diễn kịch mà. Mẹ hết hồn luôn vậy đó. Bà tin chưa? Ừ. Hết nghi ngờ chưa? Tôi còn nghi chút xíu á nha. Dạ.
Cái gì vậy mẹ, có gì đâu. Ai vậy? Ai đó? Trời ơi ba ơi, ba đi đâu vậy? Ba đừng có đi lung tung mà. Ba ơi, ba ơi, ba làm cái gì? Ba đừng có đi lung tung, ba đi vô đây đi. Cái quần của ai đây? Hả? Sao nãy có rớt mà tự nhiên giờ nó nằm chỗ này? Cái gì vậy ông? À, cái quần. Quần của Nam mà. Thì đó. Thì đó là sao? Là bởi vậy. Bởi vậy là sao? Vậy đúng vậy ha. Là con có. Có là cái gì? Nói gì nãy giờ mà nói sao ba không hiểu gì trơn cậu vậy? Hả? Vậy luôn á. Vậy nha. Cái quần này của Nam à? Đúng rồi. Con đừng có nói là của con Kim Chi nha. Phải không? Là bậy đâu có. Cái đôi giày hồi nãy là của Kim Chi rồi. Cái quần này mà của Kim Chi là xạo rồi. Quần của ai? Cái quần này là quần nào? Của Nam mà. Thì của Nam nè, sao mình con á? Con mua cái quần này là tặng sinh nhật cho ba đó ba. Chúc sinh nhật cho ba. Sinh nhật ba qua rồi mà. Con tặng cho ba cho sớm năm sau á. Tặng sinh nhật cũng sao dạ, mình tặng tôi ba cầm chi. Sinh nhật vui vẻ nha má. Alo, sinh nhật ba. Bông gì luôn đó ha. Bông gì luôn đó hả? Cho nó trẻ. Mày chắc mặt vui lắm, cảm ơn con gái cưng của ba, con gái ruộng của ba. Thấy không, con quà thấy không? Đó, thấy chưa? Hai người thương nhau, con thương cha, con mua đồ tặng cho ba. Chứ có ai quan tâm tới tôi ở đâu. Tặng cho bà đi. Thôi mà mẹ ơi, mẹ đừng có buồn, con... con cũng có đồ tặng cho mẹ nè. Con tặng ba cái quần, tặng mẹ cái áo nè. Trời ơi, bắt coi. Tôi già rồi mà cho tôi mặc cái màu vậy. Đẹp đó, già mặt này ra đường khỏi mở đèn. Trẻ luôn. Trẻ. Mẹ với ba đi chơi khỏi sợ lạnh. Yêu một bộ. Anh chị yên tâm thu quân hộ ở đây. Đặc biệt đây rất là an ninh, hạ tầng rất là tốt, dân trí đây rất là cao. Ở đó không được, không được, không được mà. Nó lẻ, ở đó không được.